Xin chào anh em nhá. Hôm nay em làm cái AV để ghép đẻ con mơ. Con mơ trống mà mọi khi em vẫn đăng lên đấy, định về làm mồi không được em ghép đẻ. Thì con mái cũng chỉ được 2-3 cái lông đuôi trắng thôi, không anh tặng. Đó, thì đã làm xong cái AV rồi. Thì cái góc tường nhà em có nghĩa là cái em phải để trên tầng này thì để đỡ mèo nó lên. Thì chỉ được cái nó nhỏ này thôi, còn cái lối này thì nó mình còn đi lại ra để còn quét dẹp phần kia đó. Thì cái này em tận dụng ở cái lồng lực trước, em tập lực cho trẻ. Thì bây giờ làm như này thực ra nó cũng không có gì bé đâu anh em ạ, thì đấy cũng thoải mái, anh em ghép đẻ này cũng ok mà, nên không có ảnh hưởng gì. Từ dưới lên trên là 1m7, 1m8 anh em ạ, 1m7, 1m8. Bề rộng của nó thì đây, bề rộng thì tầm 70 phân, 80 phân. Còn bề ngang thì đây, 1, 2, 3, 3, 60 phân. Đó, 60 phân. Thì bây giờ em sẽ thả con trống vào trước anh em nhé. Nếu anh em mà cắp đẻ thì phải thả trống vào trước để cho nó tĩnh vào trong cái lồng này, để cho nó quen cái lồng này trước. Chở khi mà mình thả mái mới trống chung nhau luôn, nó sẽ đánh nhau, nó sẽ không 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 hợp nhau, nó sẽ không ngồi được. Bây giờ mình nó bức chim nó sẽ đánh nhau, thì bây giờ trước hết là mình phải thả con trống vào trước anh em nhé. Thả trống vào trước rồi xong đó mình mới được tầm độ 3-4 ngày đến 1 tuần thì anh em mới thả mái vào. Khi tĩnh chim anh em mới thả mái vào nhé. Ok, để anh em bên em sẽ thả mái vào, thả trống vào. Đây anh em này, em đã thả trống vào đây rồi nhá. Vừa thả trống vào xong, đây. Nó hơi lạ lòng, chưa dám đậu vào ấy. Đây anh em nhìn này. Lột móng này, lột cả sang thịt luôn. Bên này bắt đầu lột móng này. Mỏ lột này, không biết liệu cố gắng liệu có ra được mơ mận gì không, nhưng mà cũng rất mong chờ. Chắc là tỷ lệ nó không được cao, nhưng mà thôi thì cũng biết đâu có duyên với hàng mơ thì sao anh em ạ. Thì em thử xem sao. Đây, thì em sẽ để cạnh cái lồng con mái ở đây. Để cạnh con mái ở đây cho nó nhìn nhau quen đi. Xong thì bắt đầu là tầm tuần hoặc 4-5 ngày là em cho vào lồng thôi. Đó, thử xem nó có nhảy. Vẫn chưa quen lồng, vẫn chưa dám nhảy xuống cầu. Đó, nên nó chưa quen thì nó vẫn chưa nhảy xuống cầu, nên vẫn phải để cho tĩnh chim nữa anh em ạ. Đó, đây em sẽ nhắc thử em con này ra, cho dám ra chơi. Đây em nhắc con này ra xem, thử xem là nó mới vào lòng xem có thái độ gì không. Dạ, bỏ lòng này. Nó xuống à. Ok, mày xuống đây. Xuống không? Xem mới làm xuống không? Chưa quen lòng, vẫn đang sợ. Một vài hôm nó sẽ quen thôi anh ạ. Thì em sẽ cho cái cầu bắc từ bên này sang bên kia để cho nó một là uống nước, hai là ăn cám. Và em sẽ làm thêm cái cống để mồi tươi đây. Và một cái cống để hoa quả. Riêng ghép đẻ thì anh em phải nên nhớ là lúc nào cũng có hoa quả và sâu mồi tươi. Có nghĩa là sâu đúng không? Phải có đó, mồi tươi và cám nước đầy đủ rồi. Tắm thì em sẽ cho lồng tắm dưới này, khi nào muốn tắm thì tự xuống mà tắm anh em nhé. Đó, ok anh em, thì để video sau em sẽ cho mái và em sẽ quay tiếp cho anh em xem anh em ạ. Nó chưa vào lồng này chưa quen nên nó vẫn đang hút.
đang sợ. Thử nhấc cao lên xem dám chơi không. Vẫn đang sợ. Cho lạ lòng thôi, không cho nó nhìn nó chẳng có sợ. Ok anh em nhé. Chào anh em. Anh em nào thấy video này hay thì anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của em. Chào anh em.